Xin chào anh chị và bà con quay trở lại kênh chia sẻ về ruồi lính đen cũng như là chim trị ở nông trại 91. Thì Út là người thường thường quay video nhiều của trại Út để chia sẻ những cái gì xảy ra thực tế ở trại mình cho bà con có một cái nơi để tham khảo á. Thì Út cảm thấy rất là vui khi mà nhận được nhiều cái sự đóng góp cũng như là nhiều cái sự cổ động của mọi người trong cái quá trình làm video của mình, để cho Út có thêm nhiều động lực hơn, để kiểu giống như mỗi khi mà Út bận, Út cũng cố gắng bấm máy để quay, để ghi lại những cái phim thực tế ở trại mình như thế nào cho bà con có thể tham khảo. Và nếu như mà bà con nào mà mới xem kênh của Út lần đầu tiên á, thì mọi người có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như là bấm vào nút chuông bên cạnh á, thì sẽ nhận được video sớm nhất mỗi khi trại Út post lên nha. Đồng thời là ủng hộ tinh thần Út ra thiệt là nhiều video để cho bà con xem cho vui nha. Thì hôm nay á, Út vừa quay vừa làm một cái việc rất quan trọng cho cái bầy chim ở đây của Út là 2 tháng. Có một số con là chưa tới 2 tháng, nhưng mà Út sẽ phải làm rất nhiều thao tác trong cái lần này. Tại vì mọi người biết sao, mình làm trang trại á, nhiều khi mình không thể làm một việc rồi qua việc này được, mà mình phải kết hợp nhiều việc trong cùng một lúc. Giống như hôm nay thì Út phải vừa kiểm tra tất cả những cái con chim trị ở đây, con nào nó bị yếu hay là con nào nó làm gọi là hạt nhân gây bệnh cho toàn đàn ở đây á, thì Út phải loại ra và chăm sóc riêng cho nó. Hoặc là những cái con nào mà nó bị khò khè hay những con nào mà bị đau mắt á, thì Út sẽ phải loại tiếp một lần nữa để chừa lại những con khỏe mạnh thôi cho cái đàn chim giống của mình đó mọi người. Thì như bà con biết á, khi mà mình nuôi gia cầm á, đặc biệt là gia cầm mà nói riêng, nhưng mà tất cả Út nghĩ là những cái loại động vật nói chung đi chăng nữa, thì đều cần có một cái bộ ngoài phải đẹp á mọi người, mướt mát á. Kiểu như là những cái con gia cầm á, thì phải có bộ lông ống mượt á, thì nó mới thu hút được khách hàng cũng như là những cái người mà người ta mua cái con gà hoặc là con chim của mình về để sử dụng á, thì người ta vẫn quan sát từ cái bên ngoài hơn, đặc biệt là bộ lông. Thì để cho giữ được cho bộ lông của cái con chim trĩ này nó đẹp á mọi người. Tại vì khi mà nhắc đến chim trĩ thì mọi người thường thường sẽ nghĩ đến là một cái loại chim rất là quý hiếm và nó đẹp á. Cho nên là mình thấy là nếu như á, mà mình để cái con chim trĩ này nó bình thường, nó lớn lên như như những con gà á mọi người, thì nó không thể đẹp như lông của những con gà được. Mình phải có biện pháp để làm sao cho cái bộ lông của nó được toàn vẹn từ cái lúc mà nó bắt đầu trưởng thành cho khi mà nó lên màu, giống như thí dụ chim chỉ đỏ hoặc là chim chỉ xanh hoặc là 7 màu á, nó lên chuẩn màu á thì nó còn toàn vẹn và không bị rơi rụng nhiều lông quá nha mọi người. Giống như cái con chim này á, nó phải có lông đuôi thì nó mới đẹp mọi người. Kiểu chim thì nó phải có sải cánh rộng và đuôi thì phải dài thì nó mới ra cái hình dáng con chim được. Cho nên á, là mình biết á, rất nhiều cái kinh nghiệm ở trên YouTube rồi, thì bà con nhiều khi là đã xem cũng như là có thể là chưa xem qua. Thì nhiều anh chị chỉ mình là có thể là sử dụng cái rau xanh á, thì nó giảm bớt mổ nhau. Nhưng mà mọi người không phải đâu. Rau xanh thì nó chỉ giảm được một phần nào đó, tầm cỡ chừng 20-25% thôi. Không thể nào giữ được cái bộ lông của cái con chim trĩ này nó đẹp nguyên vẹn được, mà phải đeo mắt kiếng mọi người. Tại vì rau xanh thì nó cho ăn thì rất là tốt, nó cung cấp vitamin cho cái con chim này thì quá tốt rồi. Nhưng mà nó vẫn có trường hợp dí nhau rồi đạp nhau. Mặc dù thí dụ á, nó không mổ thì nó lại dí nhau, nó bay tung tóe các kiểu mọi người. Và cái biện pháp mà Út thấy là tối ưu nhất khi mà mình muốn giữ cho cái bộ lông con chim trĩ này nó đẹp nhất, đó là đeo mắt kiếng mọi người. Nhưng mà nói đến đeo mắt kiếng thì nó lại có nhiều loại mắt kiếng khác nhau trên Shopee hay là trên rất nhiều cái website nó bán. Thì Út cũng đã mua qua rất là nhiều loại mắt kiếng rồi, và hôm nay thì Út sẽ cho bà con coi những cái mắt kiếng mà Út nghĩ là nó phù hợp cho
giống như là chim từ 2 tuổi, 2 tháng tuổi cho tới là chim trưởng thành luôn đều vẫn sử dụng được, mà nó không có ảnh hưởng tới quá trình ăn uống cũng như là quá trình kiểu giống như là nó cắn mổ nhau nữa nha mọi người. Còn những cái kiến mà nó không phù hợp á thì lúc trước có chạy út đeo cái loại kiến nó to hơn, mọi người biết sao không? Nó bị chảy máu ở mũi mọi người, tại vì cái đây nè, út cho mọi người coi nha. Út vừa quay vừa sâu lên nên nó hơi khó, mọi người thông cảm nha. Đây, đây nè mọi người. Đó, đây là những cái mắt kiến mà Út nghĩ là chuẩn nhất cho cái dòng chim trĩ đỏ ha, chim trĩ đỏ, chim trĩ xanh. Còn bảy màu thì Út không có tham gia cái dòng đó nên Út không có biết. Đây mọi người, nhiều quá. Đây, đây là cái mắt kiến hợp nhất này mọi người. Mọi người tìm á, phải mua cái loại mắt kiến nó oval nha, nó tròn tròn nha, chứ không phải nó hơi cạnh cạnh, dài dài cạnh cạnh. Đây mọi người thấy ha. Xong rồi cái ở trong này mọi người, quan trọng là cái này nè, cái nẹp này nè, đó. Đó mọi người thấy chưa? Không biết máy quay Út nó bắt nét không nữa. Đó, nó cái này nè, nó nhỏ mà nó ngắn thôi. Lúc trước là Út xài cái loại nó dài á, mà nó hơi góc cạnh ở đây, nó cũng y chang hình dạng này nè, nhưng mà nó dài, nó to hơn. Đeo vô á, mặc dù cái con chim nó đã trưởng thành tầm 1-1.2 rồi á, mà nó bị kiểu giống như bị viêm mũi, và những cái con đó nó chỉ bị chảy máu luôn mọi người. Thì á, sau quá trình sử dụng và Út tìm kiếm thì ra cái loại này mọi người. Mọi người tìm ha, tìm, tại vì giờ bán nhiều nhưng mà phải đúng loại nha mọi người, chứ không mua về cái này nó không mắc đâu, mấy nghìn cái thôi. Nhưng mà nếu mà mình mua sai, mình đeo vô, quan trọng là khi mà con chim nó bị đau mũi rồi á, mình chữa nó rất là mệt. Tại vì khi mình đã thả ra chuồng lớn rồi mà, thả giống kiểu thả vườn á, thì mình khó mà bắt nó lại, mệt lắm. Cho nên là mình chọn ngay từ đầu cái mắt kiến Út đang chia sẻ này nha. Đừng có mắc lỗi mà trại Út đã trải qua rồi. Đó là cái lý do mà tại sao Út muốn quay video thực tế hàng ngày cho bà con xem á. Tại vì những cái lỗi mà trại mình trong cái quá trình chăn nuôi mà gặp phải á, thì mình muốn mình đã trải qua rồi, bà con không có bị mắc phải giống mình nữa. Cho nên là mình bận cỡ nào mình cũng gắng quay video cho bà con xem. Đây nè, đây nè mọi người ha. Nhưng mà muốn đeo cái con cái này á, mọi người phải có một cái kìm bành. Đây, cái kìm bành ra tiệm tạp hóa mà bán dụng cụ cà lê mỏ lết đổ mọi người. Cái máy Út nó chẳng chịu bắt nét nếu mà Út di chuyển. Thì cái kìm bành như thế này ha, mấy chục ngàn, 5-6-70 ngàn ha, tùy địa phương bán. Đó là mình mới bành cái này ra được nha mọi người. Đây, mình quay cái mặt này vô đây ha. Rồi đây nè, mọi người thấy cái kềm của Út đây không ha, đây nha. Đó, nó không có chịu bắt nét tại vì mấy con chim đằng sau nó di chuyển. Là mình bỏ cái này vô đây, ở đây nè mọi người, vô đây ha. Đó, như thế này ha. Đó, nông ra, bạch nó ra. Thường thường á, những cái công việc này thì thanh niên đàn ông đồ á, tay ai khỏe khỏe làm một nới cái bành này ra là ok rồi. Nhưng mà do mọi người biết sao không, cái tay của Út nó yếu á, nó không có đủ lực. Nhiều khi Út phải lấy hai cái tay Út bẹt ra. Mạnh quá mọi người, nãy nè, để Út cho mọi người coi nha. Nãy Út bẹt mạnh quá nó gãy luôn nè. Nó gãy tét ra một bên ngạnh này rồi nè, thì đâu có dùng được đâu, dục luôn. Đó, cho nên là cái này thì nếu mà làm cho nó tiện á, thì hai người phụ nhau, một người cầm con chim, một người bành ra ha. Nhưng mà tại vì Út có một mình thôi, cho nên là một mình cũng vẫn làm được mọi người, chỉ cần cố gắng là được à. Đây nè, bây giờ thì Út sẽ bắt chim rồi Út làm cho mọi người coi nha. Đấy, để Út quay cái máy lại cái đã. Ây da. Tại vì đợi hồi nãy Út nhờ cái anh kia anh vô anh cầm cho Út rồi, nhưng mà ổng bận quá mọi người. Đợi ổng làm thì thôi, Út làm luôn cho nó lẹ cho rồi. Đợi lâu quá. Đây nè, có cái cây này mọi người làm cái vợt như Út vậy nha. Nha, đây nè. Đó, cái lưới này bắt rất là gọn luôn mọi người. Đứng một chỗ mình chỉ việc với tay ra rồi bắt thôi. Đây rồi. Đó, đây nè mọi người nha. Đó. Ây dạ, thôi hợp tác chút đi. Đây. Và mọi người biết sao không? Trước khi mà mình gắn cái mắt kiến
nha, mình phải kiểm tra cái kiểu sơ bộ bên ngoài nó trước. Nếu nó bị bệnh đó, thì mình không nên gắn mắt kiến nó ngay bây giờ, mà mình để lại để trị bệnh cho nó nha. Hoặc là thường thường mấy con chim nó hay bị khò khè thì thường thường Út sẽ kiểu giống như là nghe thử coi cái hơi thở của nó, kiểu nó hoặc là cái tiếng kêu của nó có lạ không. Nếu mà âm thanh lạ thì Út sẽ giữ lại để chích nè mọi người. Ở đây mọi người thấy không? Hay Út ghê không? Nói chung là một cái thuốc ở đây màu trắng trắng là dùng Út dùng penicillin trị mấy cái con mà đau mắt. Còn cái này là Út dùng kháng sinh để trị CRD khò khè ở con chim này nha. Út để sẵn đây luôn, bơm sẵn rồi. Con nào mà có bệnh là Út chích xong Út bỏ vô một cái lồng riêng. Để mình phải chích kháng sinh thì phải 3 đến 5 ngày liên tục đó, thì nó mới dứt được cái bệnh khò khè. Còn nếu mà mình chích không có đúng ngày á thì nó sẽ không có hết nha mọi người. Đây này, con này thì nó khỏe mạnh nhưng mà nó hơi gầy, chắc phải Út phải tăng thêm rùa lính đen. Đây, để Út quay cho mọi người coi nha. Dễ lắm. Ôi, con chim nào. Đây, con chim này nè. Đây mọi người ha, đây ha, nè cái kềm nè nhét vô đây đó, bành ra. Đây nè mọi người thấy không, bành ra. Cái tay Út yếu quá làm nó hơi chậm một xíu, chứ nếu mà thanh niên làm cái sẹt cỡ chừng 4 giây là xong. Đây nè mọi người, đó nong nó ra như thế này nha, hơi ngã ra ha. Bỏ vô cái mũi con chim nha mọi người, mình để cho nó ổn định tinh thần để nó không có vùng vẫy ha. Đó, bành ra như thế này. Đó, bành ra rồi mọi người. Bấm cái này nhả ra cái là nó dính vô. Và sau khi mà mình bỏ vô rồi á, mọi người phải kiểm tra lại coi nó thoải mái không nha. Nhưng mà Út nghĩ là không có thoải mái đâu. Có cái gì bỏ vô cái mũi của mình mà sao thoải mái được. Nhưng mà ý là nó không có bị kiểu đau con chim quá. Nó sẽ làm quen dần thôi. Đây. Đó. Đây nè mọi người. Đó. Đó như thế này ha. Đó. Rồi Út sẽ bắt tiếp cho mọi người xem nha. Để Út lựa con nào bự bự á. Mấy cái con nhỏ quá thì mọi người. Đây nè mọi người. Đây. Con này nó đang bị khò khè mọi người ơi. Mình sẽ nó thở rất là khó. Út sẽ chích thuốc cho nó luôn nha mọi người. Cái này là cái thuốc trị hen khẹt ha. Khó thở khò khè mọi người. Thì cái thuốc này á, mình có thể chích bắp hoặc là chích da cổ. Thì Út sẽ chích ngoài da cho nó ha. Chích da cổ dễ lắm mọi người. Mọi người chích nhẹ nhàng thôi chứ không có lủng qua bên da luôn á. Chích đâm vô xong rồi hơi nới cái kim rồi mình bơm thuốc thôi, vậy thôi. Mọi người đừng có rung tay, chích như chích bình thường thôi chứ không có sợ gì hết á. Đó. Con này thì bình thường nhưng mà nó nhỏ quá thì Út sẽ chưa có gắn cái mắt kiến nha mọi người. Đây nè. Mọi người thấy tiện không? Có cái cây này ngồi chỗ khèo thôi. Bắt gà bắt vịt gì. Con này đang hơi bị đau mắt mọi người. Chắc là bụi nhiều quá nó hơi bị đau mắt thì Út sẽ chích penicillin cho nó nha. Nè. Cái này chích cái này. Mà mọi người chích cái này nhớ cho nó uống thêm vitamin C với lại là men tiêu hóa ha. Kết hợp với men tiêu hóa. Đây. Penicillin thì Út cũng chích ngay cổ nó. Rồi. Thôi Út đang quay thì nó hết thể nhớ mọi người.
Út quay nhiều quá mà Út không có delete nó đi á, nên cái thể nhớ nó bị full rồi. Bây giờ Út phải đây nè mọi người ơi, Út sẽ làm thử thêm một vài con để cho bà con xem thôi nhé. Chắc là nãy giờ bà con cũng biết rồi ha. Dạ, bình tĩnh nào. Đây nè, mình phải kiểm tra mắt, mũi, rồi cái hơi thở của nó ha. Cái con này thì khỏe mạnh. Những cái con chim này dễ lắm mọi người, mình chỉ cần theo dõi nó mắt nè, mũi, rồi cái hơi thở của nó với lại là cái phân nó đi ra thôi, là mình có thể biết được nó đang khỏe mạnh hay là nó bệnh rồi mọi người ha. Đó, nó giận mình á, gừ gừ kìa mọi người, bành nó ra nha. Bỏ nó vô những cái con to như thế này thì làm nó rất là khỏe luôn. Đó, rồi. Rồi mọi người. Đây nè, xong rồi. Đó. Người thấy không? Đây. Đó. Đây mọi người. Nó kìa. Nó kiểu giống như là chưa có làm quen á, nó sẽ kiểu vùng vằng. Đó. Đấy. Một hồi là cả chừng 50 phút là nó quen à, mọi người thấy không? Ở đây nãy giờ Út quay video Út làm được mấy con rồi, nó lác đác đỏ đó mọi người thấy chưa? Còn cái con này Út vừa mới gắn nè, đang làm quen dần á. Nhưng mà nó sẽ không có đau đâu mọi người, nó chỉ hơi khó chịu chút xíu thôi. Thì Út sẽ off máy tại đây luôn nha mọi người. Để Út tập trung gắn hết mấy trăm con chim ở đây luôn. Và nếu như mọi người quan tâm tới cái gì mà Út chia sẻ thực tế ở trại mình á, thì mọi người có thể nhấn vào nút đăng ký. Đặc biệt á, là sẽ nhận được video sớm nhất từ trại Út bóc lên. Và điều thứ hai là ủng hộ tinh thần Út rất là nhiều, để Út sản xuất ra nhiều video hơn cho bà con xem và tham khảo nha. Hẹn gặp lại bà con vào những video chia sẻ sau ha. Bye bye.